Dạ vâng, các cô chú ạ, thì như mọi người đã biết thì ngày hôm qua em Tuyên có hẹn ở bên cơ sở anh Linh ấy, để vào lắp sửa lại nốt cái bóng điện cho gia đình nhà em Gia, nhà năm cháu mồ côi. Thì nói chung là cũng là một cơ sở, anh Linh là cũng có bận việc riêng, đang vào thôn rồi nhưng mà có việc gấp ở ngoài huyện nên phải quay lại. Bây giờ thì hôm nay là anh ấy đã mang vào đây rồi. Gia đâu rồi? Galoni nào? Gia đấy, ngoan lắm rồi. Mà mạ thôi, đi, đi về nhà đi. Đấy. Ôi ôi, mà mạ nào, mà mạ thôi. Trời ơi, mà mạ thôi nhá. Nhá nhá. Tụ bò luôn, gì à? Đi đi nho chê đi uống công à? Hả? Ô té. Như mọi người biết là đầu video đấy, hôm hỏi bà, đây bên bên này bạn ơi. Hôm hỏi bà đi đâu, dẫn ra làm nương, đi tìm không thấy đâu. Hôm nay chỉ có hai anh em thôi. Em thề thì với bà con đang làm đường ở trên kia nên là em Tuyên sẽ không nhờ xuống nữa. Ôi quên rồi, xuống đây mình lại không cầm cái đèn pin rồi. Đây à, đây này, cái chuông này. À, nhà chồng Tupo nhá. Tupo đang ngủ chỉ đây. Gì à? Đèn pin đâu? Đèn pin nè, tụi bò, đèn pin đâu? Đèn pin đây này. Đèn pin đây này, tụi bò. Cái này có điện, hỏng cái này thôi sao á. Đây này, tụi bò, cái này đâu? Đâu? Đâu đâu, đưa tù mi tú mượn nào. Cái này này. Cái này này. Khó chưa? Hôm nay là không có ai hiểu tiếng phổ thông nên khó. Gì à? Cái này đâu? Cái này này. Cái pin đâu? Cái này, cái này. Cái này này. Đưa ra Tuyên nào, đưa đây. Đưa đây, đưa ra Tuyên mượn. Đưa đây, đưa ra Tuyên nào. Đâu rồi? Đâu? Cái này đâu? Cái này này. Cái này đâu? Đưa cho anh Tuyên. Đi lấy nào. Đâu? Cái này đâu? Đi lấy cho anh Tuyên nào. Đây đây. Đi lấy đây, lấy cái này này. Đi này, đi lấy cái này này, cho Tuyên này, đi đây. Không hiểu à? Ôi trời ơi. Tú nỉ á. À, vua cái này này. À, gạo đi về đây. Hả? Gì á? Nhiê, nhiê. Không hiểu à? Em tự quên cái đèn pin. Cái này, lấy cái này, gạo đi đây, xay xay. Ôi giời, nỉa cũng không hiểu. Mình thì cũng không hiểu, khổ thật. Mình chỉ nói được một ít thôi, bảo gạo ni mang về đây ấy, không hiểu. Hôm trước thì dạy bà em thề cài cái chuông rồi ấy. Nhà hơi tối, cái đèn pin thì mình đã để trên kia. Ok, ok, đây. Nhà thì còn sắp sập cơ. Khổ, phải đặt nó ra đây. Cái này vẫn có sạc, cái vẫn có điện. Hỏng hỏng bên đấy sao ấy. Ác quy thì vẫn vào vẫn đều. Bà đang làm gì đây không biết đây. À đang dọn này, mọi người xem này. Đấy, cũng đang dọn đồ đấy. Bạn vứt hết lại tôi thì mấy cái linh tinh ở trong đấy ra. Bà còn nhét vào này nó hỏng hết đây, đúng không? Khi nó tuột dây các thứ. Để chơi để... Đấy. Cơ quan mình ăn Tết hơi lâu đấy. Ăn hết rằm.
dên. Hai dây. Tụ bò đang dọn đồ đấy. À, hôm nay bà nấu cơm rồi. Cơm này là nấu không ngon rồi, bà lại hấp của này. Bà đồ đúng kiểu đồ sôi á, đồ mềm mén ấy. Đây. Đột nhập một tí cho bạn ấy làm, mình đột nhập một tí xem mà có cái gì ăn. Ồ, đấy mọi người xem này, luôn luôn chỉ có rau cải mua này thôi, không có thịt đâu. Không biết là thịt cá mua ăn hết chưa, nó hết chưa. Ui ôi, cái can dầu hôm trước mua 5 lít mà được có mấy hôm này, chứng tỏ cái lượng dầu ở đây sử dụng rất là nhanh. Mọi người xem đấy, này can 5 lít mà đã hết chỗ này phải 1 lít đấy. Nên là cái can 1 lít vào đây đúng là muối bỏ biển thật. Nhà mình mà dùng can 5 lít thì chắc là không biết bao giờ mới hết, nhưng mà đây can 5 lít bà đã hết rồi. Hết 1 lít rồi đấy. Dầu ấy, dầu ăn đấy. Bà con dùng dầu ăn để thay thịt đấy. Xào dầu ăn thì nó có một tí đậm đậm ấy. Quy ở trên. À, quy ở trên. À, thay cả cái đầu sạc của nó. À, đâu không phải chứ. Chị cả đi chăn dê về này. Rồi, xin chào Thàn nhá. Đúng rồi nhá, biết đấy, đúng rồi nhá. Có cái này là ok chưa? Đỡ rồi nhá Thàn nhá. Cái này căng xuống để kêu, đó. Đỡ mất tù chi đấy. Đúng không? Đây các cô xem này. Thà vừa ấy chăn về đây. Hăn tâu tù chi. Chi tù. Đấy. Đi vào trong, đi vào trong. Chặn đây. Rất là nhanh nhẹn. À, khóa hai lần cơ. Bên đấy một lần, bên này một chuồng. Đấy. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đầu đấy. Cái kinh phí làm nhà của em, các cháu ấy, thì em Tuyên đang cũng rất là mong có thể nhận thêm được cái những cái kinh phí để giúp cho năm cháu mồ côi này được một cái ngôi nhà thật là đẹp đẽ, để các em an tâm. Chứ cái ngôi nhà thì nó cũng sắp đổ rồi mọi người, nó siêu siêu vẹo sập ở trong kia rồi đấy, nên là cũng rất là lo cho các cháu. Mà cái kinh phí thì nó vẫn chưa đủ. Rửa tay hả? Đúng rồi, rửa tay. Cũng đi học rồi. À, bà, thế cái này đâu bà? Cái này đèn pin đâu? Đèn pin đâu? Đèn pin đâu? Đưa đây cho chú mượn nào. Đấy, bà còn biết. À, đấy. Hỏi tu po. Úi chú bơ, ria đây này. Ria đây này. Bà mang về đây cho chú mà không biết nha, ria nhá. Đây, lấy cái đèn này nó sáng hơn. Hôm trước mua cho cái này.
Quy à? Tôi phải lên xem phát. Đây đây, cái thang đây. Xin lỗi, tôi ở dưới có phải cái dây tôi vừa đấu không? Dây đỏ đỏ lên. Rồi, kéo từ lên, kéo lên, kéo lên. Đúng, đúng rồi đấy. Thấy đang dần dần lên đấy. Bạn kéo lên phát nữa là sao? Đúng rồi, đúng rồi, đúng, đúng, chỉnh nó lại. Đây, tôi kéo phát nữa nha. Đúng, đúng chưa? Đúng rồi đấy. Thả đi đi săn dê về đi lấy nước này mọi người. Có cỡ dữ dân mà. Đi lạc đi đó. Rất là lanh luôn đấy. Đi lấy nước với dìa này. Ôi lại đi trên đất là gì á? Ôi rồi ôi. Hai chị em. Làm tất các việc luôn các cô chú ạ. Tét nước đây. Nhưng mà không có. Cái mùa này ai ai cũng phải đi lấy nước. Trong cả thôn. Xong đường rồi thì em Tuyên mới tính được cái đường nước về cái bể kia. Để cho cái mùa nước này bà con có một cái bể tích trữ nước. Xong đó sẽ cố gắng hy vọng là sẽ làm một cái bể to nữa. Tập trung ở chỗ nhà anh Xì kia. Cái bể đấy sẽ là bể chứa. Bể thu hồi về. Để phân chia các hộ trong gia đình. Đấy là cái dự án trong tương lai. Bây giờ tập trung xong đường đã, còn ít tuần nữa thôi là sẽ xong đường này. Và cái hy vọng thứ hai nữa là sẽ có thêm những cái kinh phí cho cấp thiết cho gia đình năm cháu mồ côi này, để chúng ta có thể xây sửa cái nhà này. Nhà thì siêu siêu vẹo vẹo, mất cột trống, không ai nương tựa cả. Mỗi bà đấy, bà già này bà không biết mấy đấy. Em thề có nói là bây giờ đưa cho bà tiền các thứ ấy, bà không biết phân biệt tờ nào ra tờ nào đâu. Nên là tất cả tiền là em Tuyên đưa cho em thả. Chăn dê về rồi lại đi lấy nước. Giỏi lắm. Lên 5 con dê. Hai chuồng đàng hoàng ấy. Oxy hóa hết. Căn bản là do nhà này là oxy hóa, là do một phần là bà con đun cái khói này. Khói bụi. Cái khói này nó oxy hóa rất là nhanh. Gặp thầy gặp thuốc thì nó khác ngay. Cho bà con trở lại cuộc sống ánh sáng. Tội. Cái dây các bạn luồn, quên luồn à? Đây. À thì nếu bạn tháo ra đúng không? Dây nào? Cái dây này này. Thế bạn lấy cái này là không đóng được hả? Dây này á? Dây này này, cái dây này này. Dây này á? Thì để luôn qua cả. Đây này, ok. Thế đang thử thôi. Biết bệnh rồi đúng không? Ok rồi. Bà đang quét nhà đấy. Không biết là, nên là cái điều bà con mơ ước đây là có điện ấy. Nào. Rất là mơ ước. Xong đường bà con mà cố gắng có cái kinh phí còn thừa là bao nhiêu, xem kéo được bao nhiêu kéo. Chỉ cần ví dụ kéo được cột điện này, kéo được dây này, xem đủ tiền bao nhiêu, kinh phí bao nhiêu nữa. Hy vọng sẽ đủ để cho bà con có một cái điện về. Điện thì điện sẽ... Tốt nhất. Đấy, điện lưới, nhưng mà điện lưới là mình sẽ phải nhờ bên xã vào cuộc và đi hỏi, nhờ bên thủy điện tạo điều kiện cho ấy. Thủy điện lên thì nó lại... Nó kinh phí nó rẻ hơn. Nếu mà kéo điện từ ngoài xã vào thì kinh phí đấy nó không bao giờ làm được luôn. Vì thôn Mèo Quang ngay gần hơn như thế mà cũng không làm được. Mà cái thôn xã Xì Lùng vừa rồi người ta kéo đấy gần 1 tỷ bạc ấy. Kinh phí cao. Tự kéo đấy. Ừ.
nó bị chết trên cái chỗ đường dây ắc quy. À đấy. Đấy mọi người nhá, là cái này vẫn còn sử dụng được. Nên là hỏng ở cái oxy hóa ở cái kẹp vào cái bình ắc quy. Nơi bạn ấy vừa cắm vào nó sáng chóa luôn. Điện ngày hôm nay nắng thì nó to nữa. Tha hồ. Tha hồ sáng. Dễ nóng đúng không? Đấy bạn này bạn đang thấy nóng cô chú nên là như em thề có nói là tầm tháng 4 tháng 5 nên rất là nóng. Không chịu được nên rất là cái điện này rất là cấp thiết. Làm tí đã vã mồ hôi rồi. Này cái đèn này lên này nhá cô chú này. Nó hỏng ở cái dây kia vào thôi, đầu vào thôi. Cái kiểm điện. Đấy bạn cứ bật lên cho bà con cho bà kiểm tra ấy. Ờ từ từ. Đấy, xong đã, xong cắm vào. Cắm vào cho bà. Tối cho bật không nghĩ là không không chưa được được. Dây dợ. Bà đang ngóng. Đấy, ok nhá, tâu nhá, nỉa nhá. Tâu rồi nhá. Trời nhà mà mau rồi nhà chụp kêu. Bà vui lắm mọi người. Nhưng mà có một tội là nói cái này là em Tuyên không hiểu. Không ai biết là bà vui rồi. Thỏ tâu rồi nhá. Đây, bây trả điện này. Ôi trời ơi. Đấy nhá. Điện đã về bà. Đấy, bạn vứt hộ. Sạc sạc quả đèn pin các thứ đấy. Sao bạn bật ở đây rồi đúng không? Tôi xem bóng này sáng không. À thay cái bạn bật hộ tôi cái bóng ở ngoài này mới. Sáng không? Không không, hai công tắc mà. Không không. Có vấn đề. Đây các cô chú nhau rồi, sáng rồi bạn ạ. Sáng hết rồi, đây. Hai bóng các cô chú nhá. Đã ok hết rồi. Đấy. Rồi, rất là cảm ơn bạn. Thủ bò vui rồi. Tối này là đỡ sợ rồi, các bé cũng đỡ sợ. Hồi các cô chú bây giờ thì em Tuyên cũng bạn ấy sẽ thu xếp đồ và sẽ di chuyển bên trên thôi. Cũng rất là may. Bóng điện đã sáng hết rồi thì gia đình ba bà cháu đỡ sợ hơn. Và quan trọng nữa là cái tài sản rất là lớn ở trong chuồng đây. Đấy. Em Tuyên mua tặng cho bà cái chuông với cái xích này cũng chỉ là một cái phương án tạm thời thôi. Nó gọi là phòng phòng một tí thôi. Nó có cái chuông một xíu thôi. Gọi là cảnh giác một tí cho người ta đỡ. Gọi là đỡ hơn khi chúng ta có cái không có một cái gì vào cho biết. Đây đèn sáng rồi, đèn pin có. Đầy đủ hết rồi, cũng an tâm hơn phần nào mọi người. Thế thì bây giờ thì em Tuyên cũng xin phép được tạm dừng video ở đây thôi. Các cháu thì vẫn đang đi lên nước, còn chưa về cơ. Đấy. Cũng hy vọng rằng qua những thước phim, qua những video này thì em Tuyên rất là mong muốn nhận được thêm những sự trợ giúp, trợ duyên để cho các cháu có thêm cái kinh phí để làm nhà, hoàn thiện cái ngôi nhà này để các cháu có an tâm sinh hoạt, sinh sống và phát triển về cái tương lai sau này. Còn bây giờ thì em Tuyên xin hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.